xin chào quý thầy cô hôm nay mình hướng dẫn cho quý thầy cô cách à, sử dụng google meet trong việc dạy học à, trực tuyến đầu tiên là thầy cô sẽ mở trình duyệt à, google chrome à, vào trong à, nút ba chấm ở bên góc màn hình bên trên và mình chọn vào tùy chỉnh à, mình sẽ chọn vào cài đặt mình sẽ kéo thanh cuộn xuống đến à, cuối à, đến cuối cùng và mình chọn nâng cao trong một à, ngôn ngữ mình sẽ chọn lại cái ngôn ngữ là tiếng việt thầy cô lưu ý khi mình sử dụng google meet thì mình phải sử dụng tài khoản gmail có tên miền là edu vn sau khi mình đăng nhập vào được email thì mình sẽ có hai cách để mình mở cái lớp học trực tuyến này cái thứ nhất là mình chọn vào các cái ứng dụng của google mình chọn vào cái meet rồi cách thứ hai là mình sẽ mở một cái tab trình duyệt mới mình sẽ nhập vào đây là meet.google.com thì cô lưu ý là mình đăng nhập gmail trước rồi sau đó mình mới tạo được cái lớp học ha thì cô chọn vào trong cái biểu tượng là tham gia ví dụ như tin ứng dụng buổi 1. thì cô có thể là tắt cái ảnh của mình chọn vào tham gia ngay khi mà phòng học của mình vừa được tạo ra thì nó sẽ có cái cửa sổ và cái cửa sổ này có những cái thông tin để mà học viên tham gia hoặc là mời mình mời đồng nghiệp hoặc là giáo viên để dự vào trong cái lớp học của mình thì mình sẽ nhấn vào nút sao chép mình có thể gửi qua group mình có thêm một cái nữa là cái mục thêm người là để mình mời thầy cô khi mà dạy à, à, trực tuyến thì thầy cô phải à, quản lý một cái danh sách email của học viên đây mình sẽ nhập cái email của học viên vào đây clip vào gửi rồi mình muốn xem lại cái thông tin để vào lớp học thì mình sẽ chọn vào bên trái Thì nó sẽ mở lại cái thông tin lớp học cho mình à, cách thứ hai nữa là mình có thể vào chỗ people à, ở đây mình sẽ có cái nút thêm để mình gửi email. Và thì giờ mình sẽ ví dụ mình sẽ mở vào cái email của học sinh. Đây là email của học sinh. Học sinh sẽ chọn vào cái email mà giáo viên đã gửi. Đây học sinh sẽ tham chọn vào tham gia cuộc họp, sau đó sinh viên sẽ chọn vào tham gia ngay thì uh, sinh viên sẽ uh, đi thẳng đến uh, cuộc họp mà không cần phải uh, thông qua cái uh, việc là cho phép của uh, giáo viên. Ngoài việc mình có thể gửi cái link này mình có thể sẽ hướng dẫn cho học sinh là có thể là copy cái đường link này uh, lên cái trình. Ví dụ như đây là bạn uh, sinh viên thứ hai. Đây là cái giao diện của cái máy tính của bạn sinh viên thứ hai bạn uh, copy cái link và bạn sẽ bát lên trên cái uh, tab trình duyệt. Do là bạn sinh viên 79 này là đã được nằm trong cái danh sách mà đã giáo viên đã gửi Cho nên là sinh viên này chỉ cần click vào cái tham gia ngay là bạn đã được vào Ở đây nó sẽ thông báo nè Đây là sinh viên này là ở ngoài cái trường Ngoài cái hệ thống mail của trường à, Đối với những bạn sinh viên mà đăng nhập bằng điện thoại Trong Google Play Để mình tìm cái ứng dụng và chọn vào trong cái ứng dụng để cài đặt và sau khi cài đặt xong thì mình sẽ mở ra à, nhấn tiếp tục và cho phép truy cập meet. à, nhấn vào tiếp tục rồi à, sau đó chọn vào cái tài khoản và chọn ok đây sau đó mình sẽ nhập cái mã đó là 10 ký tự cuối của cái um, mã lớp mã cuộc họp À, sau đó click vào tham gia cuộc họp thì lúc này chọn vào yêu cầu tham gia à, đây thì giáo viên à, xem có phải là học sinh của mình hay không rồi sau đó mới chấp nhận giao diện này mình chỉ có thể thấy à, tất cả những người tham gia cuộc họp ngoại trừ à, chính giáo viên rồi tức là giáo viên không hiển thị trong màn hình chính này à, thầy cô có thể chọn vào góc bên phải màn hình Đấy, ở đây mình sẽ thay đổi về bố cục Ví dụ như mình sẽ thay đổi về cái những người tham gia nằm bên tay phải và những người nào được ghim thì sẽ được nằm bên trái. Như vậy thì cái chức năng ghim là thầy cô sẽ vào trong chỗ là people mọi người nè, thì cô sẽ chọn vào ví dụ như là sinh viên 79. Thì cô sẽ chọn vào cái nút game này. À, trên cái biểu tượng này mình sẽ có cái nút ghim và nút để xóa à, sinh viên khỏi cái lớp học những học sinh nào có email sử dụng email cùng thuộc hệ thống của trường thì sẽ được vào một cách à, trực tiếp mà không cần phải có, cần à, mà không cần phải giáo viên à, phải duyệt cho phép vào phần cài đặt bên tay phải bên, bên dưới mình sẽ có phần cài đặt về à, âm thanh video à, đây cài đặt âm thanh micro loa và video tiếp theo đó là phần trình chiếu thì đây là trình bày ngay thầy cô có thể chọn vào cái nút trình bày này nếu như thầy cô muốn chia sẻ toàn bộ màn hình của thầy cô cho học sinh thấy thì mình sẽ chọn ở trên còn chỉ à, trình chiếu một cái cửa sổ thì mình sẽ chọn bên dưới này thầy cô phải mở sẵn ví dụ như muốn cho, cho học sinh thấy được cái file word của mình thì thầy cô sẽ mở file word trước rồi thầy cô mới chọn vào trong cái trình bày chọn vào mở một cửa sổ. ở Trong mở một cửa sổ này thì mình mới thấy góc cái file word ở đây. Mình sẽ chọn vào chia sẻ và mình muốn dừng thì mình sẽ chọn vào cái nút dừng. Trong cái mục people này đây thầy cô ngoài cái việc ghim thì thầy cô còn có thể là tắt cái âm thanh. À, giáo viên có thể xóa một em học sinh nào đó nhưng mà à, ngược lại thì học sinh sẽ không xóa được giáo viên ra khỏi lớp ha một cái mục quan trọng và rất là tiện ích cho thầy cô dạy bên chuyên ngành tiếng anh đó là phần phụ đề thầy cô có thể bật cái phụ đề này lên khi mà thầy cô và học sinh trao đổi với nhau thì nó sẽ được hiển thị cái phần phụ đề lên trong cái mục bên trái và bên dưới ở đây ngoài cái thông tin mình sẽ còn có đó là cái số tệp để đính kèm thì đối với cái tiệp này và cái tệp đính kèm này nó chỉ được uh, uh, kèm khi mà mình sử dụng cái lịch Google có nghĩa là mình đã đã lên lịch trước uh, với cái uh, lịch Google á mình mới có được cái phần tệp này ở đây, đây. Uh, uh, Mục ở một ở chính giữa là cái mic là mình có thể bật mic hoặc là tắt mic của mình uh, là mình có thể mở tắt uh, video uh, của mình và uh, cái nút này đây là cái nút để rời khỏi lớp để rời khỏi lớp nhưng mà giáo viên cần phải lưu ý một điều đó là khi mà giáo viên rời khỏi lớp thì giáo viên phải đảm bảo rằng trong phòng học không còn một ai hết ví dụ như ở đây có bạn một bạn sinh viên bạn sinh viên số 17 bạn muốn rời khỏi lớp thì bạn sẽ chọn vào trong nút rời khỏi lớp Đấy. sau khi bạn rời khỏi lớp thì bạn được quyền quay trở lại mà không cần sự à, cho phép của giáo viên. À, khi mà sinh viên tự thoát ra thì sinh viên có thể quay trở lại trong vòng 30 giây. Lớp học khi mà phòng học vẫn còn người, cho nên là giáo viên à, trước khi rời khỏi phòng học thì nhắc nhở học sinh thoát khỏi phòng học và khi mà à, còn một số bạn chưa thoát khỏi phòng học thì giáo viên nên chọn remove. Lúc này thì mình mới thể thoát khỏi lớp học khi mà giáo viên đã rời khỏi lớp thì điều gì xảy ra khi mà sinh viên vẫn còn lưu lại cái đường dẫn và vào quay trở lại lớp như vậy là sau khi mà giáo viên đã rời khỏi lớp thì cái lớp học đã hoàn toàn bị đóng lại à, và sau đây mình hướng dẫn cho thầy cô cách để mà thầy cô cô vào cái web store rồi thầy cô sẽ gõ vào meet attendant sau đó thầy cô chọn vào meet attendant chọn Add to chrome đây là một cái ứng dụng để mà mình điểm danh học sinh một cách tự động nha thầy cô. Đây, mình sẽ uh, quay lại trở lại home và mình sẽ tìm cái ứng dụng là review. Đây mình sẽ chọn Google Meet Review và mình lại add vào trong cái uh, tiện ích. Thầy cô phải chọn vào thêm và thêm tiện ích. Mình tắt cái cửa sổ này đi. Rồi như vậy thì à, mình đã thêm được cái tiện review để hiển thị mình quay lại mình mở một cái lớp thầy cô à, lưu ý là khi mà mình sử dụng cái à, tiện ích review thì mình sẽ hiển thị được cả à, người học là học sinh à, và giáo viên mình hiển thị được cả giáo viên như vậy mình sẽ tích chọn vào ba cái tùy chọn ở chính ba à, cái tùy chọn và hay mình sẽ thử mình sẽ à, cho một em học sinh đã rơi à, vào trong lớp thì à, học sinh em học sinh này phải được sự cho phép của giáo viên như vậy trong lớp học hiện tại của mình là có hai à, thành viên như vậy thì à, à, trong à, cái phần giao diện chính của mình đã có được hai hiển thị đầy đủ à, kể cả người tham gia và cả giáo viên Đây, cái mục tích ở giữa thì cái mục này là để mình sẽ điểm danh học sinh mình sẽ điểm danh người người học một cách tự động khi mà mình chọn vào cái mục mà điểm danh đó dấu tích đó, thì mình nên chọn vào cái tài khoản để mình mới có thể là điểm danh một cách tự động khi mình list lại dấu tích thì mình sẽ có một cái tab mới hiện ra và cái tab này sẽ điểm danh học sinh và kể cả người dạy à, ví dụ bây giờ mình sẽ có một em học sinh tham gia vào trong cái lớp học này chọn vào yêu cầu tham gia ha như vậy thì lúc này à, trong lớp của mình sẽ có ba người đây giáo viên sẽ cho phép à, chọn admit để cho phép học sinh, à, để cho phép bạn sinh viên này tham gia vào. Đấy. Như vậy thì lúc này trong cái lớp học của mình có ba người. Trong lớp học của mình sẽ có ba thành viên. Đấy. Như vậy thì khi mà mình chọn vào dấu tiết mình tắt và mình khởi động lại, sau đó mình chọn vào cái dấu tiết à, ô vuông. Thì lúc này kỹ à, cái, một cái sheet khác được mở ra hay nó sẽ tự động điểm danh mình như vậy thì nó sẽ tự động điểm danh ha mình chọn vào trong cái uh, got it ở thanh dưới có uh, một cái sheet là attendant. thì cô chọn vào trong cái got it như vậy thì điểm danh uh, một cách tự động với cái tiện ích uh, như thế này thì mình sẽ đỡ vất vả trong cái việc là mình sẽ điểm danh uh, trực tuyến sẽ tiết kiệm thời gian trong việc điểm danh học sinh. trước khi mình rời lớp, thầy cô nên nhớ là phải yêu cầu em, các em học sinh thoát khỏi, rời khỏi lớp và những bạn nào còn chưa rời khỏi lớp thì giáo viên có thể xóa, chọn vào cái remove, remove để mình xóa các cái thành viên còn lại trong lớp. Như vậy thì bây giờ giáo viên À, sẽ thoát khỏi lớp như vậy phần à, giới thiệu hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc à, thì cô vui lòng à, nhấn nút đăng ký để theo dõi những video hướng dẫn tiếp theo của mình à, xin cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi